Em ngồi đi, ngồi thoải mái. Lên sớm ấy. Chị nào bảo em đến là có xe nào không ạ? Em chẳng thấy thầy là 4 giờ, bây giờ 3 giờ rồi. Có chó? Dạ. Không ạ, đi Đà Nẵng ạ. Đà Nẵng là còn đường lắm, vào không? Vào vậy. Bé cổ trang xì lên này. Coi đá bóng hôm nay vui không? Ba đâu? Tí gặp trong sân nhé. Ba Sóc đi đâu rồi? Hả? Đi làm. Hôm nay có chú Duy Mạnh cái xuống không? Cái Sóc đi coi đá bóng ở ngoài có biết không? Có hả? Sóc hôm nay tin Việt Nam thắng không? Không hả?